những bước đầu tiên của chặng đường leo núi. Đoạn đường lên khá là bụi, mùa này khô nên cát nó rất là nhiều luôn, bụi lắm. Bạn nhìn, các bạn có vừa xem mấy bạn xe chạy lên rồi, rất là bụi luôn. Mùa này mùa khô chưa có mưa, sao mình à, vừa chạy lên một cây sung này, cây sung nè, trái quá trời luôn nè, trái đầy cây luôn, mà hình như đang phải cây sung, nó trái giống trái sung thôi chứ cái lá thì nó không giống cây sung như lắm. Cây sung lá nó sẽ khác một chút nè, lá nó sẽ khác, cây sung lá sẽ khác thôi nè, hình như không phải cây sung, nó giống cây sung thôi. Cái trái này có thể là không ăn được đó nha. Sung thì ăn được nhưng mà có một loại trái giống cây sung là không ăn được. Này có một bông hoa giả quỳ nè. Đó, đây có một bông hoa giả quỳ nè. Mùa chắc tầm một tháng nữa trên này sẽ rất là nhiều hoa, hoa giả quỳ luôn. Các bạn lên đây rất là nhiều hoa giả quỳ. Có một con đường toàn hoa giả quỳ rất là đẹp. Nếu đi thì đi gần cuối đầu năm, hoặc là chờ tới bây giờ là khoảng tầm tháng 5, tháng 6 ban đi, hoa giả quỳ nó sẽ nở lại hay sao. Theo mình biết là vậy, sẽ rất là đẹp. Rồi, tiếp tục hành trình. Giờ anh đang tiến lên rừng thông. Mày có thấy rừng thông trên kia? Tụi mình sẽ tiến lên trên rừng thông đó, xong rồi sẽ đi lên rừng cổ thụ. Hết rừng thông sẽ thấy rừng cổ thụ, rừng nguyên sinh, rất là nhiều cây to luôn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Giờ tiếp tục thôi. Bên dưới này là hồ Kala nè. Còn bên đây là view Di Linh. Ở ngoài đó rất là nhiều cánh đồng luôn. Thì thành phố Di Linh ngoài đó đẹp. Trình độ nhìn xuống rất là đẹp luôn. Không biết trong cao các bạn nhìn có đẹp không chứ mình thấy đẹp thật sự. Trên cao nhìn xuống lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn. Cảm giác rất là tuyệt vời. Hành trình này sẽ gian nan nhưng mà rất là vui vì những hành trình như thế này. Vừa được rèn luyện sức khỏe mà vừa được trải nghiệm cảnh đẹp ở Việt Nam. Rất là đã. Tiếp tục thôi. Còn chặng đường rất là dài. Đang có mặt trên rừng thông. Đang đi bộ trên rừng thông. Rừng thông phía trên. Đã không? Quá đã. Giờ sẽ bắt đầu đoạn rừng thông. Nếu mà đúng thì mình phải leo lên tầm chiều cao là khoảng 200m để mới tới rừng cổ thụ. Còn đường đi nó phải rơi vào khoảng tầm khoảng cả cây số hơn nữa. Phải leo núi lên, rất là tuyệt. Anh em đi trước, mình đi sau. Đây, hồ Kala. Vừa đi ven xong vừa ngắm hồ Kala nè. Đã không? Mùa này nước xuống nên nhìn hồ Kala nó nhỏ chứ. Nước lên là nó sát luôn, chè hết mấy cái chỗ trắng trắng đó luôn, rất là đẹp. Tuyệt vời. Đoạn đường đi dọc sườn núi. Đoạn đường đi dọc sườn núi chưa kết thúc. Và rất là tuyệt vời là đi dọc sườn núi lúc nào cũng được ngắm hồ Kala. Gió thổi thì mát. Nè, view hồ Kala rất là đỉnh. Kế bên là rừng thông. Đã. Đây có trái thông nè, trái thông rụng nè. Rất là đã luôn. Bên kia có những dãy núi cũng rất là cao. Wow. Đây có một chiếc làm đường. Chiếc múc. Chắc là chiếc múc này lên này để múc đất làm hồ nước để trữ nước tới mùa khô. Thay vì máy bơm từ dưới hồ lên thì có thể làm hồ nước trên này xong rồi cho nó chạy xuống, nó sẽ đỡ tốn điện hơn. Dùng lâu dài hơn, trữ nước nữa. Cho nhanh cho những cái ruộng cà phê ở trên này. Rồi, giờ tiếp tục đi. Quá đẹp, sẽ quay thêm nhiều cảnh đẹp cho các bạn xem. Đoạn này kìa, con đường cỏ lâu nè. Ồ. Cỏ lâu này người ta hái gì làm chổi á. Lúc mà cỏ nó còn non, lúc mà cỏ nó chưa trổ bông á thì hái cái cỏ đó về làm chổi, chổi quét nhà. Nên như bạn mua chổi quét nhà lúc mà mới về, quét nó ra sẽ ra cái hạt á. Thì đó là do cái chổi đó, cái bông cỏ lâu nó còn non, nó chưa nở thì bông nó mới làm được hạt, nó làm được chổi. Còn nở ra rồi thì không làm được chổi nữa. Nở ra rồi thì nhánh nó sẽ chè ra thì nó không được xếp, không xếp khít như lúc mà chổi cây cỏ lâu nó còn non được. Lại tiếp tục băng lên cánh rừng thông. Ok là
Wow. Đang đi gặp một cái mít. Hết nhưng mà đặc biệt là cái bên nó có một cây bơ. Wow. Cây bơ rất là nhiều trái, cây bơ trên rực rất là nhiều trái. Bên này cũng có một cây nữa nè. Và cây này. Cây bơ rất là nhiều trái luôn. Chưa thấy trái nào chín hết. Có một trái già già rồi kia đen rồi kìa. Nó đen á, mấy trái đen nó thể ăn được. Thôi. Đi tiếp thôi. Mình giờ không đói bụng, không thấy ơi ăn. Tiếp tục leo lên. Những bước đầu tiên của hành trình bắt đầu vác đồ, hết đoạn xe, xe đi hết nổi rồi, xe giờ là không thể lên được nữa rồi. Chúng tôi đang tập luyện để chuẩn bị mở một cái gọi là cái du lịch trên này. Chúng ta đang vác hiện tại là 35kg đồ, mọi người 35kg đồ. Anh Lòng 35kg, những anh em đây đều 30kg trở lên hết. Đây đang tập. Sao 80kg đấy. Giờ sẽ đi lên trên kia. Hẹn gặp các bạn ở những cảnh đẹp dọc đường. Bye bye. Mà chúng tôi đi đường vòng sẽ mất 3 cây số và đi trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Quá, quá đã. Quá tuyệt vời. Má không ngưỡng mặt lên trời luôn. Chúng tôi đi bộ từ dưới chân hồ lên trên này không nghỉ mà luôn. Rác rồi mấy người cứ khôn gì đâu à. Thôi cứu được, hạn quá. Đây, đang bước lên nè. Quá mệt. Chào tất cả các bạn. Hiện tại là chúng tôi đã chinh phục đường nữa, chặn đường rồi. Hết thời để nói luôn rồi. Hết thời để nói rồi. Chúng tôi đang thử nghiệm coi vác 35kg lên trên núi này coi như thế nào. Vẫn còn khỏe lắm. View triệu đô. Ê. Chào cái anh. Hello. Hiện tại chúng tôi đang chinh phục của gian đồ. Rất là phê. Rất là hồ phê. Cala bên này. Đây, bông này là bông cà phê nè. Đó, các bạn chưa thấy bông này bông cà phê nè. Trắng tinh luôn. Đó, tới mùa cà phê sẽ nở nguyên một vùng trắng vậy nè. Đẹp không? Giờ tiếp tục đi bên này. Đây có chuối rừng nè. Đây, chuối chín nè. Ai ăn không? Đây bước vô. Ủa này chuối hồ rồi. Chuối hồ, chuối này về ngâm rượu thôi. Ồ, ăn ngon lắm. Rô chan đâu mà. Ăn không? Ăn thử đi. Ăn thử đi. Anh biết à. Em ơi, em chịu vỏ thôi. Bắt xuống quá, chết mẹ. Hồi xưa đi câu cá rồi, cái gì có gì chả chơi hết. Rớt cái chuối dưới đất rồi kìa. Lớm. Đưa đây em trái em review coi. Ok. Đây. Chuối trong rừng. Thơm lắm, chuối hột. Anh em bổ sung năng lượng trước khi lên núi. Chuối này chuối hột. Mình ăn mình múc. Chỉ có múc thôi. Chúng ta không nuốt được nha các bạn. Nhưng mà nuốt ăn trước là tối cho ba tử phải nhai. Nhai cái hột nữa nha. Hả? Có sao? Đi ở đây đi. Thơm không? Thơm lim luôn. Rất là thơm. Nhưng mà là chuối hột. Múc nhả hột thôi. Đây, mình có một cái cây. Mình phát hiện cây. Các bạn biết cây gì không? Đây là cây xích đồng nam. Dùng để làm thuốc á, nhưng mà làm gì thì mình không biết. Có ống xuống kìa. Các bạn nào biết comment bên dưới nha. Wow, đẹp. Mình lên trên đó, mình lấy nước xong cả rồi tới gần tới điểm rồi. Wow. Bắt đầu vô rừng rồi. Bắt đầu vô rừng. Anh em đi trước. Bắt đầu leo lên rừng. Tán cây. Rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Còn rất là xa mới lên được đỉnh. Ai cũng mệt cả. Có những cái cây rất là to. Cây này chưa to, có những cái cây còn to hơn nữa. Đang đi phát hiện một cái bông rất là đà. Nó nằm ở hơi từ trên cây xuống. Đà kinh. Quá trời rụng, quá trời dưới đất luôn. Mong là sẽ gặp cái trái cây gì đó trong rừng ăn được.
nhân vật chính trong đoàn nè, không có ảnh là chuyến đi nào như vô nghĩa. Vô nghĩa không? Vô lý á. Đi anh. Anh em nào check in nhớ, anh em nào check in cột mốc này thì có cứ tap Everest về lên nhá. Anh em nào check in cột mốc của giai đoạn này thì cứ tap Everest về lên nhá. À, mệt nhưng mà đã. Trong rừng cây không, gió thổi hiu là leo không mệt nha. Leo có gió leo nó không có mệt, nó không bị gắt người, léo đỡ hơn. Kìa coi cây rất là to luôn. Giờ tiếp tục đi lên trên. Mình đã sắm cho mình một cái cây gậy trong rừng. Bước lên nhẹ. Đang dừng nghỉ chân. Anh bữa lên cái là hai tay anh muốn gồng liền. Tay tay anh máu lên hai tay liền. Đồ mấy cái bụng to thế. Cái bụng to thế. Đang ăn trước hai ổ quá đó. Đang ăn trưa. À. Đang ăn trưa, anh em đang ăn trưa. Ăn bánh mì. Ăn à, ăn bớt bánh mì cho nó đỡ nặng. Cái đỡ chú ăn thôi mà. Chán quá lên rừng đi chữa lành. Thở tí là đi chữa lành. Không biết là chữa lành dữ chưa. Trái lạ. Ủa giống cái gì ta? Da ta. Giống dâu da hả? Tựa tựa dâu da lắm hả? Nhìn lạ ha. Cái lớp vỏ này giống dâu da nè. Nhưng dâu da nó cái thịt nó sẽ dày hơn. Không anh. Cái gì á? Sau một hồi check in thì tụi mình đã đi được tới đoạn mà toàn là cây bự thôi. Sau 3 tiếng check in từ lúc mà bỏ chiếc xe, bỏ những dàn xe máy, những con chiến mã ở lại thì đây một cái cây rất là bự. Và phía sau nữa nè, phía sau các bạn có thể thấy, tí mình sẽ tới đó thì sẽ thấy rất là nhiều cây bự. Lần trước mình đi thì anh địa phương nói cây này cũng khá là lâu rồi, cả trăm tuổi có, rất là đã luôn. Đây, để mình đi lên trên nè. Wow. À, trên đó sau cái cây này cũng còn vài cái cây nữa, rất là to. Mình nhìn rất là lâu lắm rồi mới đi được xa vậy. Mệt không anh? Mệt đâu, mệt quá chứ. Ba lô 50kg mà sao không về. Ba lô 50kg anh, lâu lâu anh em dắt đi chữa lành. Để chứng minh cho các bạn biết là cái cây này nó to như thế nào thì đây mình sẽ ôm. Mấy giờ hả? Đấy, các bạn thấy không? Rất là to luôn. Cây này phải tầm 5 người ôm mới hết á. Nó cao lên tầm trên kia luôn. Rất là tuyệt vời. Quá đã. Vào rừng thích nhất những cái khúc này. Đây có cái cây rất là to. Nhìn lên rất là đẹp. Đã thực sự luôn. Quá đã. Giờ tiếp tục đi lên tiếp. Yeah. Tới đỉnh rồi. Tuyệt vời. Tới đỉnh rồi mọi người ơi. Tới đỉnh. Lên tới đỉnh rồi. Trên đỉnh có một cây nè. Bạn nhìn thấy không? Đó, đây là cây trà rừng. Cái cây nó cao phía sau này nè. Đó, cây nó cao kinh khủng. Rất là sâu. Trái nó như thế này nè. Wow, cây này rất là lâu rồi đó. Cái này có từ thời Pháp. Rất là lâu rồi. Nó đã. Đang đào hố để làm cái móng cho cái chóp. Đào cái bè dưới đó. Rồi cho nó giống dinh dịch đó. Sức hello. Bây giờ mình sẽ đập hộp bí mật nha mọi người. Là gì? Là cái này dịch nó hả?
đập nhét cái này xuống rồi đập cái kèo nỉ đập thế này nỉ đập thế này này nó không vô nó nằm ở giữa nó đã vào một lần nó vào nhiều lần đó. Wow. Gì đây? Giang Doan. Gia Đoan 1812 m. Vậy mà được. Được. Ủa thì còn một cây sắt nữa mà. Nó rồi, 4 cây à. Có hai cây sắt này rồi mà. Còn một cái háng không biết đâu. Đổ nước kia thêm nữa. Làm gì nữa không? Chúng ta đóng ngang á. Là tính đóng xuống luôn hai trụ cho đầy luôn để một ít để dầu nước thôi nữa thôi lấy nước trộn tí nước chung. Nó ướt ướt nó mới vào được cái lỗ à xuống nhanh rồi rồi quay hướng đóng. Đi lấy hướng đi rồi. Quay lấy hướng đi lấy hướng, hướng bên kia đúng không hướng bên đông búa đâu rồi. Rồi lấy búa đóng thôi. Búa đâu rồi? Ô má ơi đổ. Thôi đừng để nó đất nó xuống. Rồi xong rồi. Thôi. Vậy cái đợi để đó đóng bên này thôi. Để em cái sát đó luôn. Đóng bên này thôi. Xoay cái mặt. Không đâu. Đập cái này ai. Xong rồi, hành trình gắn chóp gia đoàn cuối cùng cũng gắn được cái chóp. Thôi được rồi, Mỹ Thánh ơi. Cuối cùng cũng gắn được cái chóp. Đang thủ. À, giờ tranh thủ chụp hình xong rồi đi xuống, cái trời tối. Bữa này phải uống sức thôi. Này chú phát một phát hiện một cây có cái hạt. Vậy hạt siêu to khổng lồ. Để ra xem. Mẹ ra gì kim đàng hoàng này. Wow, nghe tiếng bẻ đã. Nghe tiếng bẻ đã. Không lấy hạt được không? Đây đây rồi. Quả này là quả làm bàm. Quả làm bàm. Làm bàm luôn. Wow, cái hạt to. Quả này để làm cái móc chìa khóa được á. Ồ. Đẹp chưa? Wow. Đẹp thật sự. Cái này làm thuốc mà. Chữa hậu sản cho cái ba đẻ. Ồ, chứ ba đẻ nào lên đây có thuốc nhá. Lấy hạt kia làm kỷ niệm. Hạt to kinh khủng luôn. Dạ trơn lắm. Vẫn đi trơn lắm. Hoa giả quỳ nè. Đẹp chưa? Cái hoa này. Bụi hoa này nó nở, bụi hoa trên kia cũng nở luôn. Quá đẹp. Mặt trời bắt đầu lặn đằng kia rồi kìa. Mấy cái vệt nắng đỏ rất là đẹp luôn. Chuẩn bị xuống tới hồ Cala rồi. Chuẩn bị vượt về nhà rồi. Nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình nha.